Thưa quý vị, Việt Nam được xếp vào nhóm các nước có nền công nghiệp dược mới nổi và mức độ sẵn sàng chi trả cho các dịch vụ y tế, thuốc men, thực phẩm bảo vệ sức khỏe của người dân có xu hướng tăng do thu nhập bình quân đầu người và trình độ dân trí ngày càng được cải thiện. Với sự xuất hiện ngày càng nhiều hệ thống nhà thuốc lớn theo chuỗi được phủ sóng khắp cả nước, sức ép cạnh tranh ngày càng tăng thêm đối với các nhà thuốc truyền thống có quy mô nhỏ lẻ. Ngoài việc tạo ra sự khác biệt trong mô hình và dịch vụ để giữ chân khách hàng, việc ứng dụng công nghệ trong bán hàng cũng là thách thức đối với các nhà thuốc nhỏ lẻ hiện nay, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều khó khăn, họ đang chật vật tìm lối đi cho riêng mình để có thể đứng vững trên thị trường dược phẩm. Hiện cả nước có khoảng 50.000 nhà thuốc, trong đó bao gồm cả các chuỗi lớn như Pharma City, Long Châu hay An Khang có khoảng 2.500 cửa hàng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các chuỗi dược phẩm lớn hiện đại đã thay đổi đáng kể cuộc chơi trong ngành dược bán lẻ nhiều năm qua. Dù góp phần cung cấp các sản phẩm chất lượng và dịch vụ chuyên nghiệp, nhưng khiến các nhà thuốc truyền thống đứng trước không ít khó khăn và thách thức. Các cái chuỗi nhà thuốc lớn và chuỗi nhà thuốc nước ngoài và các công ty bán lẻ họ được quản lý rất là tốt. Đấy, thì họ có công nghệ bán lẻ rất là tốt, và chính cái việc như vậy là họ thu hút được khách hàng rất là mạnh. Thì từ đó là nó xảy ra một hiện tượng là các nhà thuốc truyền thống là họ không có, nghĩa là họ chủ yếu là những người bán lẻ và bán không có tính gắn kết, không có tính truyền thống. Thì chính vì vậy là làm cho nhà thuốc lẻ càng ngày càng mất khách đi nhiều, tại vì là bị thu. Mong muốn là tất cả các nhà thuốc truyền thống sẽ biến thành nhà thuốc hiện đại. Mình sẽ phải có 3 thứ thay đổi. Thứ nhất là thay đổi về tư duy, bỏ đi tư duy truyền thống. Thứ hai là thay đổi về cách làm, tức là bỏ đi cách làm truyền thống. Và thứ ba là thay đổi về con người, bởi vì con người có trước, công việc có sau. Thay đổi về con người truyền thống, nghĩa là phải có thế hệ trẻ tiếp nối, một số thế hệ trẻ nắm bắt được công nghệ, nắm bắt được những cái trải nghiệm khách hàng, những cái dịch vụ về marketing, về chăm sóc khách hàng, thì lúc đấy mới thay đổi được nhà thuốc truyền thống trở thành một nhà thuốc hiện đại. Mà cái con đường trở thành nhà thuốc hiện đại là một con đường tất yếu phải đi, giống như là cách mạng ấy. Trên thực tế, một số nhà thuốc truyền thống ở Việt Nam cũng đã nắm bắt được sự thay đổi của thị trường và hành vi của người tiêu dùng trong và sau đại dịch Covid-19, nên đã có sự chuyển đổi nhanh chóng. Dù đó là những bước đi chật vật, nhưng ít nhiều họ đã không rơi vào thế bị động trên cuộc cạnh tranh vốn được cho là khốc liệt của thị trường dược phẩm trong nước. Chiến lược của Phân Chính thì chúng tôi dựa trên một cái thông điệp, một cái suy nghĩ, đó là mình không, tức là tất cả không phải là đối thủ cạnh tranh. Tức là mình sẽ chọn một cái hướng đi, một cái thị trường ngách mà Phương Chính cảm thấy là Phương Chính có được cái một cái lợi thế, một cái gọi là sự khác biệt so với những cái nhà thuốc khác, bao gồm kể cả nhà thuốc truyền thống và nhà thuốc chuỗi. Và cái lợi thế ngách đấy thì chúng tôi sẽ hướng đến cái câu chuyện là đáp ứng tất cả những cái nhu cầu của khách hàng. Khi khách hàng có thể là đến với nhà thuốc Phương Chính và được phục vụ, và nhưng mà có thể đến với các nhà thuốc khác thì không được phục vụ. Đấy, có thể là lợi thế về, có thể là cái câu chuyện đi sâu về hàng hóa này, có thể câu chuyện là đi sâu về tư vấn dịch vụ này và liên quan đến trải nghiệm. Trên thực tế, để tạo được lối đi riêng, dĩ nhiên phải thay đổi nhiều thứ. Và quan trọng nhất là cách tư duy và con người. Làm sao có thể mở rộng tệp khách hàng và giữ chân họ tốt hơn trong bối cảnh thị trường dược phẩm cạnh tranh ngày càng khốc liệt, cộng thêm sự ảnh hưởng chung của nền kinh tế, có thể kéo dài hết năm 2024. Đây là bài toán khó khăn lớn với bất kỳ nhà thuốc nào, không chỉ có nhà thuốc truyền thống.